may mắn được vậy. Không dạ. Ngờ là dạ. Không ngờ là chồng em những người sống. Dạ. 6 đêm mà 7 ngày thì lên trên biển rồi mới giấc. Dạ. Sáu đêm 7 ngày. Nói mẹ ơi, nếu sáng nay ta không cứu con là con chết rồi. Dạ. Ừ, nói vậy đó. Mẹ con nói tiếng nào đất ruột từng tiếng đấy mà mở lên là bắt đầu hỏi anh liền, mẹ ơi có nghe tin gì anh Tám con không? Dạ. Là nói con ơi con an tâm đi, anh con được chớt đầu tiên thấy á. Tại vì dạ, tại vì nhí nhiều khi nhí được mấy tàu khác cứu mình chưa có chưa liên hệ được về tới nhà con không chừng. Đó, lậu lậu cho đó coi cậy. Đi xin biết chưa? Dạ chưa, mới chứ sao đi qua lên thành đạo thêm ba đạo. Đây đây tại đứng đợi nốt lá coi chừng dính vô à cha. Ủa gì tin vui mà. Có gì không? Được lên TV à, đâu có được lên TV vậy. Chơi mình luôn rồi đó. Dạ ba bữa hôm nậu với thằng học đồ vô á nghe mới đã. À. Mấy người vô. Giờ còn đợi hai đứa vô cơ. Đúng rồi, chờ giờ chờ mấy người đó vô bờ thôi. Đúng à. Phải mình biết cái ngày nào nó vô á là mình xuống luôn. Đó, mình ta cho hai chứ. Không đó mình là còn làm thủ tục rồi bên cảnh sát biển đưa về nữa. À. Mấy thằng đó giờ bữa nay lên vô là có thằng anh á thì đợi tàu người ta đánh xong rồi ta mới cho vô. Dạ dạ. 10 ngày bữa nay mới thằng đó ở tới 10 mấy 20 ngày luôn. Dạ. Cái tin này là hay hôm mấy giờ cô? À, 4 giờ chiều á. 4 giờ chiều hả? À? 4 giờ chiều hôm nay dưới hộ chú nhà kìa. Đây. Không phải hai chơi này, người hai đi về là gì hai chơi á. Dạ dạ. Nói bây giờ đi xuống nhà của anh Hậu là người sống sót đầu tiên. Còn em tên gì em của anh ta? Anh Học. Học là em út của anh Hậu. Đó, còn chung là gia đình là hai anh em được sống sót á. Dạ. Là có thể là mấy ngày nữa nó mới về tới đây. Dạ nghe nói mười ngày nữa. 10 ngày nữa hả? Dạ. Cũng như là làm thủ tục giấy tờ này nọ ha. Dạ. Có 10 ngày. Là ngay Mã Lai luôn hả? Dạ vô ngay Mã Lai luôn. Rồi, trôi qua tới bên bển luôn. Trôi qua tới Mã Lai luôn. Dạ. Coi như là lúc đó là anh Học là còn nằm ở trong cái dạ còn vẫn nằm trong cái thùng. Cái thùng luôn. Dạ. Rồi, thùng luôn. Trời cứu quá, trời độ mạng quá cô. Luôn. Dạ. Trong cái thùng ba người con tôi với hai người kia được cứu luôn. Dạ. Cái này thuộc gì ăn trên độ mạng rồi cô ơi. Trời ơi, quá, đập trời bàn giái. Coi như là còn nằm ở trong cái thùng luôn. Dạ, con nghĩ nằm đầu giái cái này phép. Cái này Phật pháp nhiệm màu. Dạ. Vì tin từ xưa tới giờ thôi. Dạ. Thì mình có cái gì vậy em? Vậy họ hôm bữa nó con nói là mình cái việc cầu nguyện đi. Có gì có phép màu để mà ăn trên cũng hộ độ cho gia đình mình. Nào mà rảnh là người ta cho nói chuyện nữa. Dạ. À. Ngồi đi chị. Cô cái gì cơ? Điện thoại của ai vậy? Vậy hả? Gia đình cũng rất là mừng cái gì vậy? Mừng. Dạ. Chị đây là như thế nào? Này là vợ của thằng Út. Vợ của anh Học á. Vợ anh Học ha. À. Trời ơi, ngày hôm qua chị chạy đi cho hết chồng xóm hai người nào với dạ. Người đấy ôm gì người ta khóc luôn, người ta mừng mắt cho em luôn á. Dạ. Con chị đứng lại nhà thờ. Chị qua đây đi. Con chị là ngay cái căn hành đó bên nhà thờ. Căn hành đó nghe tin vô nhà thờ lại luôn. Dạ, quá mừng ha, quá mừng. Nhà thờ. Mừng lại xỉu, mừng chị quỳ tại trước cửa nhà thờ. Trời ơi, mừng gì mà mừng dữ luôn á. Chú đây là cha hay sao? Không, này anh rể. Anh rể hả? Chị là chị chồng cha này. Ờ nhưng mà anh rơi nước mắt luôn dạ, khi mà mừng rơi nước mắt luôn kìa. Ờ hôm qua bữa nay anh ấy cho hôm qua mà mới gặp chồng em á. Mới vừa điện không ai muốn nghe gì được. Dạ. Anh lúc mà anh chồng em mới điện về là anh khóc rồi đó. Dạ. Anh nói rất là anh rể của chú chị. Nói chung là không ngờ mà có thể may mắn được chuyện vậy. Dạ. Không ngờ là chồng em sống. Dạ. 6 đêm mà 7 ngày thì lên trên biển rồi mới giấc. Dạ. Sáng. 6 đêm 7 ngày. 6 đêm 7 ngày. Nói mẹ ơi, nếu sáng nay ta không cứu con là con chết rồi. Dạ. Ừ, nói vậy đó. Mẹ con nói tiếng nào đất ruột từng tiếng đấy mà mở lên là bắt đầu hỏi anh liền, mẹ ơi có nghe tin gì anh Tám con không? Dạ. Là nói con ơi con an tâm đi, anh con được giấc đầu tiên thấy á. À. Ừ, cho nó mừng rồi cũng điện qua
cho cái chủ mà con chủ tàu mà con nó đang ở là anh đó đó. Dạ. Người ta cũng nói bây giờ anh Hậu anh ngủ rồi, nói là để anh thức rồi cho hay là nó vớt được em nó rồi. Dạ. Nói vậy cho nó mừng á. 6 đêm 7 ngày luôn hả con? 6 đêm 7 ngày. Lên đên trên biển có thể là cá rỉa luôn á. Không, nhờ có cái thùng. Ở trong cái thùng là trong, sao trong cái thùng Thái người ta mua cá đó, ba người ngồi ở trong á. Trời, trong cái thùng á con. Cái thùng muối cá, cái thùng nó bự hơn cái mặt bàn này nữa. Giống như mình trong chiếc thuyền vậy ha, cái thùng đó. Trời. Trời. Mà con thằng cô con của cô thằng lớn cũng được trong cái thùng. Dạ. Cũng thùng Thái luôn, có hai thùng Thái là được hai đứa con được ngồi lên hết. Quá thì may mắn luôn. May mắn. Lúc có 6 đêm 7 ngày mà không ăn uống gì luôn. Cũng như là nó cũng nằm đó rồi nó cũng nguyện, nó cũng dái. Thành ra sao mà được cái miếng lưới ở đâu nó trôi lại gần cái thùng nó mới vớt được. Dạ. Nó vớt về nó dèo đặng cho cái con gì đu đó đặng nó bắt nó ăn. Trời ơi. Cầm ghẹ gì mẹ ơi, cầm ghẹ gì nó đu đó mà con thiệt á, con nói lời dái là con thấy linh thiệt á, cái này là phải là có là đói hay sao con? Đói hay sao? Đói quá. À nếu có gặp cái gì là ăn cái nấy. Rồi nó nói là rồi khi mà nó mệt quá nó thêm thiếp á là nó tưởng tượng là nó vớt được cái chai nước suối nó uống. Nhưng mà thực tế đó là cái chim bao, cái ngọng mị nó mơ thôi. Dạ. Chứ không có là sự thật. Và lúc đó là anh học là ảnh có đu theo với ai không hay là con mình ảnh thôi? Ba người trên ngầu trên đó luôn. Dạ. Thì hồi lúc ba người ở tại chỗ chìm rồi trôi đi cũng ba người. Dạ. Cũng ba người chung vậy đó, rồi vớt được cũng ba người luôn. Sự quá trời may mắn luôn á. 6 đêm 7 ngày cái nó phạt bà độ á. Dạ. Mà giờ nó có cái thùng á. Đúng rồi, có thùng. Cá nó không có rỉa nó. Dạ. Mà nó uống nước mặn á, cái cổ sưng. Bây giờ nó sưng á, chủ tàu nãy người ta nói là bây giờ cũng như người ta liên hệ bác sĩ á. Dạ. Là coi là chỉ cái cách điều trị như thế nào á, đặng ở dưới tàu người ta điều trị cho nó vậy đó. Ta chỉ cách vậy đó. Dạ. Bây giờ hiện giờ nó cũng khỏe, gia đình đừng có lo, cũng như là húp cháo đồ được rồi. Chờ thì đang bên tàu là Malaysia luôn. Người ta có liên hệ với mình bằng cái nào? Đưa điện Zalo vậy hay gì? Điện Zalo. Cái đó là Zalo, Zalo. Máy điện Zalo. Má vợ điện Zalo. Là người Malaysia luôn hả? Cũng người mình bên đây. Cũng người mình. Người Việt nhưng mà đánh cá bên Mã Lai. Tàu buôn. Phải tàu đánh cá. À cũng là người Việt Nam. Dạ nhưng mà tàu buôn, người ta cứu được. Không biết ảnh ai thì nhưng là ảnh cũng người miền ngoài á. Người Bắc hả? Dạ, chính Bắc. Vậy là người Bắc á. Dạ. Ồ, quá trời mừng rồi, hôm nay bất ngờ quá. Nói là cũng như bây giờ là chưa có điện được, tại vì ảnh đang làm gì với chồng em á, đặng cho ảnh đi vô trong cái sứ quán để anh về sớm. Vô sứ quán Malaysia nữa, làm thủ tục. Cũng như người ở trong đại sứ quán đó là cho người ra cái tàu này rước vô. Dạ. Rước vô đó rồi người ta mới làm giấy tờ thủ tục qua Việt Nam mình á. Rồi bằng giấy rồi mới cho về được khoảng đưa qua đội biên phòng mới đưa về gì không biết ở đâu nhưng mà người ta lấy ghế con. Dạ. Là ta nói khoảng 10 ngày nó mới được về tới bị gì nó cũng qua trung gian nhiều lắm. Dạ. 2-3 chỗ. Dạ con cho tụi con xin hỏi cô là cái lúc nhận được cái thông tin là khoảng mấy giờ cô? Khoảng 5 giờ chiều. À rồi luôn. Lúc đó gia đình mình chắc mừng dữ lắm luôn á cô. Con nghe thông tin đó mừng. Còn gì mà không mừng nữa con ơi, mà mừng thì mừng mà thấy mấy những người mà người ta lợi ta hỏi thăm con người ta chưa có ai đó. Rồi mình mừng nhưng mình thấy người ta mình cũng đau lòng giống như mình vậy đó. Cũng cầu mong mà ba người kia cũng được cứu như con gì. Tại vì hôm qua lúc mà điện về á là em cái anh đó anh chưa có mở cam em chưa có thấy. Cái mở cam thấy rồi đứt ruột luôn, tóc thì dài, cái râu thì nó dài. Như là người vô gia cư y chang với mấy người mà không có giống như là giống như mấy người không cảm giác của em gái là vợ của người nè cái này như thế nào chia sẻ cho cộng đồng biết coi. Tại vì lúc đó em thấy ảnh nó nói trời em nói là em nói như là ai cho em một chúng một số một thằng trời ơi nó thấy chồng nó nói chuyện mà nó cũng làm cho dì muốn xỉu. Dì tưởng đâu là nói thật là dì tưởng đâu nó thấy xác không chứ không nghĩ là thằng con gì còn sống. Dạ. Tại vì cái lúc nó chạy quýnh quán kêu gì hay sao? Thì nó đang đăng lên bị gì thấy người ta chỉ ở trển người ta đăng hình tìm kiếm đó. Dạ. Cái gì về đây gì nói vậy mày lấy mày đăng cái hình của thằng học đi. Thằng cháu vừa đi học về mới mượn nó cho nhà không biết gì trơn á. Dạ. Thì nó vừa đăng lên là bắt đầu cái tự nhiên cái nó nổi cái hình con lên, cái thằng con nhỏ nó té ngửa ra liền. Dạ. Thấy thằng chồng cái té ngửa ra. Chạy lại không biết nói gì á, rồi bắt đầu thấy con rồi nó khóc mình khóc.
Mà đầu tiên câu đầu tiên là hỏi mẹ có tin anh Tám chưa. Dạ. Rồi từ đó sao mới là nói chuyện. Cô có xem được cái tấm hình đó không cô? Có tấm hình mà đâu 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 cô? Có tấm hình. Là ta gửi qua cho mình đó ha. Không, lúc mà nói chuyện với em là lúc nói chuyện là nó chụp lại. Dạ. Điện Zalo ha. Dạ điện Zalo. Chụp màn hình ha. Lúc đó là nhìn hết ra luôn hả? Dạ nhìn hết ra luôn. Gâu gâu dài được luôn rồi ha. Dạ. Trời ơi con ơi, con dòm thấy cái hình của nó thiệt á, con thiệt thấy con mà nè. Thấy con mà không khóc không được. Dạ. Quá mừng, quá mừng. Hai tháng mấy mà con gì thấy không nổi vậy đó. Dạ. Ở ngoài biển ngoài khơi. Hôm qua ảnh điện gì là em ổng mới nói chuyện em mới biết ổng chứ không ra là chắc không nhận ra luôn hả? Ổng muốn nhìn không ra luôn á. Dạ. Tại vì biết xong ổng ốm vô mà thêm hả ổng gâu ghê rồi. Ổng điện lên rồi hả ổng khóc. Trời dạ. Ơi khóc đứt ruột. Dạ. Dạ được rồi chị. Dạ. Trời ơi. Em tấm hình em đăng Facebook tại vì em thấy người ta đăng á, nó nói là mình tìm kiếm mình đăng lên vậy có ai mà dụ như tính thấy xác hay cái gì đó người ta điện về cho mình. Dạ. Vừa đăng lên ảnh cũng vừa kết bạn với em luôn. Là nhờ mượn cái máy người kia kết dạ, bạn. Các bạn cái người ở bên Đào đó, dạ. Các bạn sao dạ. Không biết mà điện cho gặp mặt được cũng hay á. À. Tại vì điện số đó là điện không có được. Không nhớ số. Không nhớ số. Như học chắc tự tỉnh vậy nhớ số đó. Dạ. Mới kêu kết bạn. Nói chung 6 ngày 7 ngày 7 ngày 6 đêm hả? 7 ngày 6 đêm. Là lên lên trên 6 ngày 7 đêm. À 7 đêm mà 6 ngày. Nhưng mà lên bởi lên... vì cái ngày chìm đó là nó chiều rồi. Dạ. À, chỉ là 7 đêm 6 ngày. Là ngày qua là cũng dắt chìm á cũng dắt cỡ 5 giờ. Dạ. Ngày qua thì cũng là đúng 5 giờ thì. Bên tàu đó ta có nói là mấy ngày nữa rồi con mình về tới đây không 10 cô? 10 ngày. 10 ngày nữa. À, người ta nói khoảng 10 ngày nữa. Dạ. Vậy là quá mừng cho gia đình rồi. Hai người đúng không dạ? Đã cứu được hai người. Dạ. Vô được rồi, mẹ. Chắc anh Hậu sẽ vô trước chứ. Anh Hậu sẽ vô trước chứ. Không, chắc tàu gửi ghe đổi được mà một thứ hai. Dạ. Sợ không biết chừng nào dạ. Cái ghe mà cầu đâu đó nó vô. Dạ. Cũng nói vậy đó. Chủ tàu ta cũng nói vậy đó. Giờ cảm giác của chị vợ anh học như thế nào nè, chia sẻ với quý giả nghe lúc này coi. Hôm nay cười được lắm. Mừng ha. Dạ, nghe chồng được về nhà được mừng lắm chứ mấy bữa như là người cứ ngủ như là mắc hồn á. Dạ. Mà bó bán hành cho tao không mà ngủ luôn. Không có tinh thần là dạ. Để mà đốt nhang ngoài cái bàn ở ngoài á. Dạ. Ở ngoài bà cái bàn cầu nguyện ở ngoài đó là canh thức hai mẹ con canh thức để đốt nhang. Dạ. Vừa đốt nhang mà vừa cầu nguyện. Em suy nghĩ hồi hôm qua nếu mà không có điện về là gia đình chấp nhận ảnh không còn sống nữa. Dạ. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng của ảnh rồi đó. À. Ảnh điện về ảnh cũng vẫn nói mà. Anh nói với sáng nó cũng có một chiếc ghe chạy ngang rồi ảnh mới giục cái phao xuống. Anh giục cái phao xuống là ảnh lội ra đừng ảnh kêu cứu mà vừa ông giục xuống ảnh lội không nổi. Không nổi đuối ha. Đuối rồi. Dạ. Nổi. Rồi ảnh mới nói là ảnh mới leo lên trên cái chiếc cái thùng nó lại. Và ảnh mới nói rồi anh nói với người đó là anh chấp nhận sự thật. Anh nói là chết. Vậy không biết đó. Rồi không biết tại sao cái tự nhiên cái chiếc tay ghe nó chạy sắn ngay chân ảnh luôn chứ anh à. Nói vậy đó. Vậy là khi mà em học còn sống là vẫn còn ở trong cái thùng đó hả? Cái dạ thùng vẫn còn ở trong ba người trong vẫn trong cái thùng rồi, đó luôn. Rồi ba người may mắn ở trong cái thùng. Từ lúc mới chìm mà cho trôi đi cho tới được vớt là vẫn ở trong cái thùng đó. Dạ. Không có cái thùng đó là chết lâu rồi. Dưới nước là chết trong cái thùng. Nhưng mà hiện chắc giờ ba cái người mà đeo cái nắp là chắc con hiện giờ là cái giò của anh là giờ đi chưa được tại vì anh ngồi trong cái nắp á ba người cúng lại thì cúng lại á vừa cái người lại một người thì còn nằm được như Hậu á đó nó một người nó còn nằm được còn này ba người phải ngồi xếp cô như vậy là cũng cái khoảng cách giữa anh Hậu với học là chắc cũng xa ha. Trời không biết ở gần xa gì cũng vậy bên khoảng cách vớt được á. Được gì cũng biết nói cũng như Mã Lai nói đà giáp ganh với Mã Lai dạ. Còn mà thằng học này là qua ra tàu buôn Mã Lai luôn dạ. Anh cho qua tới Mã Lai á người ta ra tàu buôn á mới vớt được. Gia đình hôm giờ là có ăn uống gì được không cô có ngủ nghe được không? Không, ăn uống thì cũng như chưa ăn được cũng như mà được mừng đêm hôm tới 12 giờ tới 1 giờ gì mới ngủ. Hôm nay con vô thì thấy cái bàn cái mâm ở trước mà cúng ngũ quả bông hoa rồi cô đã dọn hôm qua luôn hả? Vừa nghe là dọn liền. Vừa nghe là phải dọn liền. Đây là một niềm vui rất là lớn của một gia đình của chú chị còn lại và những cái hộ kia thì còn lại là ba người. Dạ. Cũng chưa có tìm kiếm được. Hồi sáng người ta lại hỏi thăm mà thấy người ta mình thấy người nhà mình kiếm gặp mà mình người ta chưa gặp chỉ người ta. Dạ. Gia đình ta lại hỏi ha, hỏi người chưa tìm kiếm được á. Cũng chỉ là cái bàn ở trước á cầu nguyện mỗi ngày mỗi giờ không cho nhang tắt.
hen rồi á là không có dẹp, khi chưa có tin con mình là không có dẹp, cứ cầu nguyện ơn trên hoài đó. Còn ta trở nên không biết ta dẹp hết trơn à. Tụi con có đến gia đình mà của anh gì mà ngoài chợ ra đó là nghe nói là chỉ coi thầy là 4-5 thầy đều nói là anh còn sống mà Chánh. Anh Chánh là gì đó ngoài này nè. Gì cũng vậy, gì cũng là 3-4 thầy luôn. Vậy là anh Chánh vẫn còn sống luôn. Nói chung là cái người thầy đó là nói, người ta rội kiếm người ta coi, người ta nói hiện giờ còn sống nhưng mà đuối yếu lắm rồi. Nội trong sáng nay là ngày qua nha, là nó sẽ được người ta cứu. Chiều là sẽ có tin điện thoại gì. Quá vậy? Con ơi, tới 5 giờ chưa nghe tin ở trong lòng của gì ha, nó thấp thỏm không biết là có sự thật hay không. Tôi vào thầy cũng hay. Hay quá ha. Quá hay luôn. Trời ơi, gì đi la gì ơi, Phật pháp nhiệm màu gì gì, nói chung là gì quá mừng luôn đó. Dạ. Bây giờ con hỏi gì nè. Bây giờ qua vụ này con hai đứa con mình đi về nè, mốt cho đi biển đâu nè. Không có đi nữa đâu con ơi. Dạ. Ở trên bờ đi mà cưới nó. Không cho đi luôn ha. Không cho đi nữa đâu. Không nhau cái giúp khác là tại vì ép bụng lắm mới cho ảnh đi chứ nghề biển này. Dạ. Lên lên ha. Dạ. Thuộc về cái trận kinh hoàng lớn nó đi thì cũng thấp thỏm. Kinh hoàng nhất trong đời. Nhỏ nó chưa đi lớn đi không mà nổi gió lên ở nhà tôi thấp thỏm. Cái chuyến đi đầu tiên mà cũng là cái chuyến cuối cùng. Dạ. Dạ. Trời ơi trời, là tôi nói tôi giấy ơn trên cho em tôi được ngoại bệnh yên không, là mấy lúc mà đi cái chuyến mà suôn sẻ đó. Dạ. Là tôi giấy anh thì nó đi nhiều, nó đi cả chục năm nay rồi. Năm nay rồi. Còn có thằng em tội cho nó mới đi chuyến đầu. Chuyến đầu. Ừ đó. Mới đi chuyến đầu luôn á con. Mới đi chuyến đầu tiên rồi đó, giờ nó mà thành phố nó làm hồ đến không à. Yeah. Rồi gì đi làm rảnh luôn rồi cái gì về. Bên là gì mới kêu con gì về. Đó. Tại cận Tết quá, ổng mới nói là đánh về cái Tết thì vô Tết luôn. Từ nay mai nó sống sót nó về hay chứ nếu mà nó có cái gì đó là chắc tội cũng cho gì một phần quá. Sao vậy vậy? Tại vì con gì ở thành phố nó làm mà gì kêu con gì về. À, là anh học hả? Ừ. Sao thành phố mà hồ. Là làm hồ trên kia. Làm hồ ha. Chồng nó đến nó làm hồ. Dạ. Mẹ về thôi vậy bố đi lên làm hồ lại đi chứ đi cho đi biển nữa. Bởi vì con ơi nó mặn cũng bất bên. Dạ. Rồi là cứ nằm đêm tới sáng, dù mặn được thì cũng tiền ăn tiền trọ. Dạ. Mặn không được cũng tiền ăn tiền trọ. Thành ra nó mặn 5-7 năm nay rồi mà không có dư đồng bạc nào chứ đủ ăn. Dạ. Vì thấy vậy gì mới nói thôi về quê đi con. Giờ cái nhà con vậy con cũng có chỗ ở rồi. Rồi ăn thì con nhỏ đi bằng cỏ. Yeah. Con thì đi biển thì nhín nhút ở nhà vợ mần cỏ ăn thì có dư đó, rồi mình ở nhà tôi đi lượm tôm lượm cá cái đá vô tôi lượm cũng có cá mình ăn mình khỏi mua. Yeah. Đó, rồi đi bằng vòng thì bằng cái gì người ta cho cái nấy. Yeah. Đó bằng cái gì là người ta cho cái nấy. Giờ mình đỡ mua là mình không tốn khoản đó nữa. Người sống mấy người làm cỏ chung điện hỏi thăm quá trời luôn. Dạ cũng mừng, ai cũng nói hả, kỳ tích mà. Đúng rồi, đây là phép màu. Mà cũng ảnh cũng nhờ cái lưới đó ảnh mới được được sống tới giờ. Nhưng mà cái lưới đó chắc ảnh cũng dễ vậy. Bữa nay đem chỉ cho ba cái hộ gia đình đó là chưa có ăn xong luôn. Anh Châu anh thấy cái lưới như người ta Châu á, cái anh em ảnh vớt lên. Cái ảnh treo chân chỗ ảnh nằm đó. Có cua ghẹ gì á, rồi ảnh cua ghẹ gì bò lên đó dính đó là ăn luôn. Dính lưới á, là ảnh bóc ảnh ăn thôi chứ ngoài ra là không gì. Vậy hả? Còn mà vậy nếu mà khát nước á thì ảnh uống ba cái nước biển thôi. Uống nước biển luôn. Chứ khát nước cũng phải chịu thôi chứ. Uống nước biển. Dạ. Bởi vậy thằng cổ nó sưng. Dạ. Nó sưng rồi bây giờ trên tàu chủ tàu người ta nói giống như là đang liên hệ bác sĩ. Nói chung gán nữa khoảng 10 ngày nữa con mình về đây, hai đứa con về là mừng rồi. Dạ. Quá mừng, chúc mừng gia đình nha. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Má cho em mừng nè. Thì đó là một niềm vui của gia đình của cô, hai người đã may mắn lại cũng như là cái kỳ tích xuất hiện ra thì đây là một điều kỳ diệu cho gia đình. Thì chúc mừng cho gia đình của cô. Và tụi con cũng thấy là chia sẻ tiếp những cái gia đình kia còn lại là ba người nữa, cũng mong là cái điều kỳ diệu xảy ra với ba hộ gia đình kia. Dạ. Chỉ thầy đó đó. Nhưng mà tụi con nghe cái thông tin thì đến đây cũng chúc mừng cho gia đình đó cô. Cũng mong hy vọng thì mấy người chưa tìm được sẽ tìm được. Sẽ tìm được. Vì cũng chỉ vậy đó. Chỉ con gì được vậy gì chỉ cho người ta là cầu mong người ta đi và cũng được cái kết quả là như gì. Là kiếm được con vậy đó. Dạ rồi tụi con cảm ơn cô ha, cũng chúc mừng cho gia đình ha cô. Dạ.